Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề An toàn dinh dưỡng và an ninh lương thực, thu hút đông đảo các nghiên cứu viên trẻ, nhà khoa học và giảng viên trẻ của các trường, viện, cơ quan nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam tham gia. Hội nghị đã nhận được 60 bài báo cáo khoa học của 20 đơn vị và cá nhân tham gia với hai phiên thảo luận. Tại hội nghị khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nghiên cứu xây dựng các phương pháp đánh giá, kiểm tra quá trình sản xuất thực phẩm, cải tiến sản xuất trên các mô hình sẵn có, sử dụng các phương pháp hiện đại trong sinh học, hóa học và môi trường nhằm định lượng và định tính các hoạt chất có lợi và có hại trong thực phẩm, từ đó có những khuyến cáo dành cho người tiêu dùng nhằm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời đưa ra nhiều nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm các mô hình sản xuất thực phẩm mới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, gia tăng hàm lượng dinh dưỡng trong sản phẩm thực phẩm tiêu dùng, đánh giá tác động của sản xuất thực phẩm lên sức khỏe và cuộc sống con người. Cái nội dung của cái hội nghị này có sức lan tỏa rất lớn trong các sinh viên, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nói chung và trong nói riêng và trong cả nước nói chung. Đối với ý nghĩa của hội nghị thì phải nói rằng chúng ta cũng biết nó an ninh lương thực hay an toàn thực phẩm nó không phải là một cái sự cái tính thời sự, nhưng nó luôn luôn nóng và nó luôn luôn được xã hội và mọi người đều quan tâm. Và đối với hội nghị lần này thì các nhà khoa học trẻ đều đem đến những đề tài, những dự án, những kết quả nghiên cứu để công bố cho xã hội, cho mọi người biết được những cái định hướng về lâu dài, về bền vững, về phát triển dinh dưỡng, an toàn dinh dưỡng, an ninh lương thực của quốc gia giai đoạn 2011-2020. Chương trình đã tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ trong lĩnh vực thực phẩm giữa các nhà khoa học Việt Nam, hướng tới việc chung tay xây dựng và phát triển lĩnh vực tiềm năng sẽ mang lại giá trị kinh tế xã hội cao cho Việt Nam trong những năm sắp tới.